Vâng, thưa các bạn, thì mọi người biết Apple bỏ đi cục sạc, nhưng mà tại sao mình đã có rất nhiều video nói phản đối vấn đề này? Thứ nhất, nếu mà người ta sử dụng một cái cục sạc bình thường không cần sạc nhanh thì bỏ đi cũng ok bởi vì rất nhiều cách để sạc. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, trong một trường hợp gần đây nhất là Samsung, họ bỏ đi cục sạc nhưng mà công nghệ sạc nhanh 25W của họ không phải là Power Delivery, họ lại sử dụng một cái chuẩn sạc riêng. Hay là nếu nghĩ xem mà Huawei bỏ đi cục sạc nhanh thì liệu công nghệ này của họ làm sao mà có thể mua chung với các hãng khác? Hay là Oppo với Vox và Super Vox, lúc mà chúng ta mà bỏ đi, mọi người phải tốn đến cả triệu đồng để mua củ sạc này. Và giải pháp cuối cùng là gì? How about chúng ta sẽ bỏ cả 4 cái củ sạc đang có trên bàn. Và với số tiền này rơi tầm khoảng 3 triệu thì mọi người chỉ cần 2 triệu đồng và mình có thể mua được cái củ sạc đang có trên tay. Có thể sạc được nhanh của Samsung, sạc nhanh của Huawei, sạc nhanh Oppo hay thậm chí sạc nhanh cả iPad và cũng như MacBook. Trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết về cái củ sạc lên tới 200W và mức giá của nó thì hết sức là phù hợp. Rồi, đầu tiên nói về cái thương hiệu của củ sạc này, đó là Charge ASAP. ASAP tức nghĩa là as soon as possible, tức nghĩa là càng nhanh thì càng tốt. Đây là một công ty của Úc. Củ sạc 200W này thì có gọi trên Kickstarter, anh em thể xem nhá. Nó lên tới là 1,3 triệu đô với 13.500 người ủng hộ. Và củ sạc này được bán ra bởi Silicon Z. Đây là một trong những đơn vị mà hay đưa ra các sản phẩm tuyệt vời của Kickstarter về Việt Nam. Còn bây giờ mình sẽ nói kỹ một chút về cái thiết kế. Thì cái củ sạc này nó là thuộc diện là nhỏ nhất trên thế giới, là 200W. Sơ qua thì mọi người sẽ thấy là nó được trang bị 4 cổng, 2 cổng A, trong đấy nó ghi là có công nghệ sạc Vox nha, có QuickCharge 3.0. Các bạn sẽ có 2 cổng C lên tới là 100W Power Delivery và có cả phần đèn LED báo sạc. Phần chân cắm ấy thì các bạn thấy là có thể xoay 360 độ, tức nghĩa nó xoay ra hướng như này. Đó, rất hay, tức nghĩa các bạn cắm đủ gì cũng được, nhưng đồng thời là một điểm trừ và mình sẽ chỉ cho anh em sau. 360 độ, tôi cảm thấy đây có 108 thôi. xin lỗi, tôi quê Thanh Hóa các bạn, tôi nhớ mỗi 36 rồi. Về cơ bản thiết kế thì không khác gì củ sạc bình thường, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là đây là một củ sạc rất là gọn. Đây, so với cái củ của Apple, bạn thấy là nó đã nhỏ hơn về bề ngang này. Đấy, hay là mình so với các cái củ khác của Oppo này, đấy, thì nó chỉ gọi là cao hơn thôi. Và đặt tất cả các củ sạc này ở bên cạnh thì rõ ràng 200W này của nó cũng quá là tiện lợi, và xét về độ dày chỉ nhìn khoảng hơn 20%. Đầu tiên mình sẽ nói một điểm rất ấn tượng ở cái củ sạc này, đó là nó sạc lên đến là 100W đồng thời cùng một lúc, nhấn mạnh là cùng một lúc. Thì tất nhiên các bạn thể sạc hai chiếc MacBook 16 inch 96W đúng không ạ? Còn hai cổng USB này sẽ hỗ trợ như là chuẩn AFC của Samsung, tức nghĩa sạc nhanh 25W này. Các bạn sẽ có QuickCharge để sạc cho những điện thoại Android thường, hoặc công nghệ của Huawei, các bạn có công nghệ của Oppo, Flash Charge của Vivo, Dash Charge của OnePlus. Tức nghĩa là mọi người sẽ chỉ cần cái củ sạc này thôi, có đầy đủ tất cả công nghệ sạc riêng của các hãng Trung Quốc hay kể cả là của Samsung. Đây là đặc trưng duy nhất củ sạc này có được, không một thiết bị nào có thể đơn được điều này. Và test thực tế với một chiếc MacBook Pro 13 khi dùng cổng Power Delivery với một sợi cáp đạt chuẩn thì nó báo 100W. Tuy nhiên bọn mình thử nghiệm là khi mà cắm cả hai cái một lúc ạ thì nó chỉ báo khoảng 65W, như thế là nó không phải đạt được 100% công suất giống như quảng cáo ban đầu. Ngoài ra khi mà test ở 60% pin, điện áp ở 20V, cường độ dòng điện sẽ mức là 1,4A, khá đều và ổn định. Tuy nhiên một lưu ý với cổng sạc A, nếu bạn sạc các thiết bị như là Huawei, Oppo, Vivo ở đây á, công suất tối đa của nó chỉ đạt đến là 22,5W thôi. Bạn nào quan tâm về cách chia công suất thì bọn mình sẽ để link mô tả bên dưới cho anh em xem thêm. Về nhiệt độ thì bọn mình thấy đây là một điểm yếu, đó là sản phẩm này nó nóng lên khá rõ mặc dù không cắm cả 4 sạc cùng một lúc. Với hai chiếc điện thoại tổng là 30W và một chiếc máy tính bảng 10W thì các bạn thấy là nhiệt độ quanh củ sạc lên tầm khoảng 55 độ, trong đó khu vực nóng nhất là giữa 4 cổng sạc thì nó lên đến là 60 độ. Và lúc này Hà Nội chúng ta đang rất mát, chỉ 20 độ thôi, nên có thể nói là nếu mà lúc bọn mình thử nghiệm là chỉ cắm một mình chiếc MacBook thì như thế nào? Nhiệt độ khoảng 48 độ ở các khu vực cạnh, còn khu vực giữa cổng sạc là 43 độ. Tất nhiên với một củ sạc công suất 200W như thế này thì những công nghệ bảo vệ cũng phải là tương xứng để đảm bảo rằng là củ sạc luôn trong tình trạng tốt và cũng như an toàn, đúng không ạ? Thì các bạn yên tâm, cái củ sạc Charge ASAP này thì ngoài lớp nhựa là ABS thì bên trong sẽ gồm 3 lớp tản nhiệt, bao gồm là lớp trên cùng là graphene tản nhiệt này, các bạn có lớp tản nhiệt nano mật độ cao, và các bạn sẽ có một cái lớp cuối cùng là lớp cách nhiệt để tránh cái việc là ảnh hưởng đến quá trình ta sử dụng lâu. Tất nhiên nó có cả IC quản lý ổn định dòng điện cũng như tránh việc là quá nhiệt cũng bị chập điện và các thứ linh tinh, gần như cái củ sạc nào cũng phải có cái này. Về cơ bản trước khi bán ra họ đã test rồi và anh em thể xem tham khảo trên Kickstarter và rất nhiều các cái trang review nước ngoài, không lại bảo bọn mình chém gió. Về cái tính năng thì con này là quá ok tầm giá tiền, mình xin khẳng định các bạn. Xét về cả thương hiệu cũng như những cái công dụng đem lại thì các hãng về xu hướng là sẽ bỏ toàn bộ các củ sạc đi. Thì mình có thể thấy rằng là cái việc chúng ta bỏ ra 2 triệu, bởi vì các bạn tính nhá, như này này,
Các bạn mua một cái củ sạc nhanh riêng cho iPhone là tầm khoảng 800 nghìn. Các bạn mua một củ sạc dành cho MacBook Pro tầm khoảng là hơn 1 triệu đồng. Như vậy là mất 2 triệu các bạn chỉ sạc được hai thiết bị. Nhưng với 2 triệu các bạn chỉ sạc cho tất cả các điện thoại Android. Các bạn chỉ cần mang một củ này đi thôi. Ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào các bạn đều sạc được. Tuy nhiên, nó có đi kèm với các điểm trừ. Một, trọng lượng là nó nặng và khi mà cái việc cái chân này của nó rất là yếu, khi bọn mình cắm vào tường ấy, nó đôi khi nó bị lung lay và nó không bám chắc được, nên các bạn nên mua thêm củ sạc kèm cáp C7, nó sẽ có một đoạn nối dài dễ cắm hơn. Thứ hai là phần gia công chưa quá tốt, mình sờ vào các phần sơn mạ trên cái con này thì nhận thấy là cảm giác chưa được cao cấp, và nói chung là mình nghĩ rằng là đây là cái điều của một cái thương hiệu mới thì họ làm chưa ngon bằng. Thứ ba là khi cả bốn cổng sạc mặc dù là chưa mắc công suất nhưng mà vẫn cảm thấy là nóng, nó khá là rõ ràng. Tất nhiên các bạn không phải lo nó nổ, nhưng mà nóng thì bọn mình cũng phải nói tới. Tóm gọn lại thì qua video này, mình cho rằng là Apple bỏ đi củ sạc nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, Samsung bắt đầu học theo và tin chắc là sau đó còn nhiều hãng khác. Thế thì thay vì bỏ tiền mua một cái củ sạc chỉ cho một thiết bị, anh em thể bỏ tiền ra mua một cái củ sạc tất cả trong một này cũng rất là hay. Và tất nhiên là mình biết là nhiều người vẫn theo cái truyền thống là gì, cả đời chỉ dùng đồ zin chính hãng thôi, chứ các bạn không thích mua đồ của bên thứ ba thì cái đấy gọi là tiền của ai người đấy tiêu, không thể ai mà thò tay về trong túi bạn lấy tiền ra mà đánh liêng được cả, đúng không ạ? Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có mua những củ sạc tuyệt vời và tích hợp tất cả công nghệ này vào trong một không? Hãy comment cho mình biết và tham khảo giá bán ở bên dưới video. Hay là các bạn chỉ dùng sạc zin? Hãy nghe trong các video là sau. Tôi thậm chí còn bán cả củ sạc zin của iPhone ngày xưa ấy, con 11 Pro này bán này, cả tai nghe với củ sạc này. Có gì tôi bán hết, tôi toàn mua đồ bên thứ ba rẻ hơn.